phiếm một chút về bộ giáo dục môn sử tự chọn không bắt buộc học. Nghe tin này làm tôi nhớ đến thời Ngụy Việt Nam Cộng Hòa của tôi khi mới bước vào lớp đệ thất lớp 7 bây giờ. Tôi cũng được sự tự chọn lựa ngoại ngữ giữa tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Nhưng có lẽ tiếng Đức có ít người chọn quá nên không mở lớp được. Rồi học lên đến lớp đệ tam, lớp 10 bây giờ. Tôi cũng được chọn lựa giữa ban A, học vạn vật để có thể theo ngành y khoa ra bác sĩ, hoặc ban B, học toán, vật lý, hóa học để có thể ra kỹ sư, hoặc ban C, học về văn chương, ngoại ngữ, triết, để có thể ra ngành sư phạm giảng dạy. Còn tất cả các môn khác, từ lớp 7 đến lớp 12, thời Ngụy của tôi đều bắt buộc như sử, địa, văn, công dân và nhạc. Đến năm lớp 11, tôi còn phải học thêm một môn bắt buộc nữa là triết học. Riêng môn sử ở thời Ngụy, chúng tôi được học nhiều lắm, từ lớp 1 đến lớp 5 đã được dạy dỗ về sự tích bánh dày, bánh chưng, sự tích trầu cau. Huyền sử con rồng cháu tiên, 18 đời vua Hùng Vương, Phù Đồng Thiên Vương đánh giặc Ân, giặc Tàu, hội nghị Diên Hồng, chàng thanh niên Trần Quốc Toản mới 16 tuổi. Không được tham gia hội nghị chống giặc Mông Cổ, giặc Tàu do Thành Cát Tư Hãn xâm lăng nước ta, ông ta đã tức giận bóp nát trái cam hồi nào không hay, rồi kết hợp với bạn bè phất cờ diệt cường địch báo Hoàng Ân. Sau này ông ta đã trở thành một tướng tài chống quân Mông Cổ, 3 lần xâm lăng Việt Nam đều bị thất bại. Trong khi đó, đại quân Mông Cổ này đã từng xâm lăng nhiều quốc gia ở Âu Châu như Nga, Ukraine, Belarus, Ba Lan, Séc, Hungary, Croatia, Áo, Bulgaria, Serbia. Người ta còn nói, vó ngựa của quân Mông Cổ đi qua đến đâu là cỏ không thể mọc được. Tôi không hiểu tại sao chế độ Ngụy của tôi đã dạy tôi lòng yêu nước mãnh liệt như thế. Có lẽ Ngụy của tôi nhớ mãi câu chuyện ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ chăng? Còn chế độ cách mạng anh hùng ngày nay chẳng bao giờ dám sử dụng chữ giặc Tàu, dù giặc Tàu nó đang cướp Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, Bãi Tục Lãm, núi đất và gần 1.000 cây số vuông ở đường biên giới phía Bắc. Giặc Tàu nó đâm chìm hàng mấy chục tàu đánh cá của Việt Nam. Chế độ anh hùng của ta chỉ dám nói tàu lạ đâm chìm. Nó cướp ngư cụ, tịch thu hải sản, bắt giam ngư dân ta rồi đòi tiền chuộc nữa, nhưng đất nước cách mạng anh hùng vẫn làm thinh. Coi như không có gì xảy ra, còn dân chúng mà xuống đường biểu tình chống giặc Tàu là bị đạp vào mặt. Bắt vào trại giam, kẻ bị 5 năm, người bị 10 năm tù. Dân ta biểu tình chống đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc giao 99 năm cho giặc Tàu cũng bị y tình trạng như thế. Giờ này còn biết bao nhiêu người vẫn đang ở tù vì có tư tưởng chống giặc Tàu. Người dân có cảm tưởng thằng giặc Tàu nó đang làm thằng ông nội của chế độ cách mạng anh hùng. Chế độ cách mạng anh hùng này nó chỉ say máu giết chính anh em cùng sinh ra trong một bọc với nó. Nó có thể bắt học tập hàng triệu anh em của nó. Đuổi 2 triệu dân ra khỏi biển, mặc bây sống chết dù trên 500 ngàn. Nó anh hùng lắm nên chẳng bao giờ nó biết sợ khi nhìn thấy máu của anh em nó đổ. Còn nó rất thương tiếc máu giặc Tàu đổ nên im lặng suốt mấy chục năm qua. Nó tôn thờ kính cẩn bốn tốt 16 chữ vàng của giặc Tàu tặng. Con người ta có đạo đức, có lương tâm. Chẳng ai muốn dạy và học những điều dối trá. Vì thế, môn lịch sử cần phải trung thực. Mỹ đã rút khỏi Việt Nam kể từ sau khi ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 rồi thì còn đâu gọi là giải phóng. Chiến tranh chống Mỹ cứu nước nữa. Ai đời thằng áo rách khố ôm đi giải phóng thằng nhà giàu. Cả nước ai cũng biết cán bộ nhà văn Dương Thu Hương chỉ biết ôm mặt mà bật khóc khi vào Sài Gòn năm 1975. Thế mà chế độ cách mạng anh hùng ấy lại vẫn tiếp tục ăn mừng, giải phóng cho đến tận ngày hôm nay. Thầy cô dạy lịch sử và các em học lịch sử. Làm sao học cho sự nhồi nhét vào đầu được khi ra google.com tìm ra sự thật rõ ràng. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được thế giới công nhận chứ đâu phải ngụy quyền. Lịch sử mà dối trá đến thế. Làm sao dạy, làm sao học. Chế độ cách mạng anh hùng bảo sĩ quan ngụy mang theo cơm gạo đi học tập 30 ngày. Có người đi suốt gần 38 năm trong tù như anh đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu. Sự dối trá man dợ như thế làm sao dạy,
Làm sao học? Nhìn vào đồng bạc in hình Hồ Chí Minh, biết ngay nó là tên gián điệp giặc Tàu. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng biết rõ nó là lá cờ của giặc Tàu. Sự dối trá trắng trợn như thế làm sao dạy? Làm sao học? Những anh hùng dựng nước và cứu nước của Tổ quốc Việt Nam mang tội chống giặc Tàu nên chẳng ai được vinh danh, xứng đáng nằm trên đồng tiền. Lịch sử bị chà đạp một cách dối trá kinh hoàng đến thế. Làm sao dạy? Làm sao học? Miệng của chế độ cách mạng, của hiến pháp, đất đai là sở hữu của toàn dân, nhưng chẳng ai được làm chủ mảnh đất của mình. Dân đen chỉ được quyền sử dụng đất mà thôi. Lường gạt dân để tha hồ ăn cướp đất của dân, bởi thế mới xảy ra cảnh hàng triệu dân oan không nhà, không đất, không chốn dung thân, ngủ bờ, ngủ bụi. Một chế độ cách mạng anh hùng đến thế. Tôi khẩn thiết đề nghị hãy can đảm xóa bỏ bộ giáo dục. Xóa bỏ mọi trường học để cả nước được yên vui, được sống hạnh phúc, không ai phải dạy những điều dối trá. Và cũng không ai phải học những điều dối trá như thế. Thà là để nhân dân dốt vẫn tốt hơn nhiều khi bị nhồi sọ vào những điều dối trá. Bị nhồi vào sọ những điều dối trá sẽ rất khó mà xóa đi được. Những dối trá lâu ngày có thể sẽ trở thành sự thật như ông Bộ trưởng Thông tin và Tuyên truyền của Đức Quốc xã Joseph Goebbels đã từng nói.